Nations Conference. So it's been recognized since the fall of Saigon. Whether we accept it or not, that's the flag of the Vietnamese government, you know, back home. Unless something changes. So I think if we, as a city of Westminster, we approve this proclamation with that clause, I don't feel easy at all, because it's not the official flag of Vietnam. It's, to me, this is the flag, the heritage flag of the Vietnamese American people here. So, yeah, as I said, we only respect if you strike that that clause, and then I will gladly, you know, second you on that. Bây giờ thưa quý vị vừa nghe ông Nam Quang nói, thì tôi xin nhắc lại vài điểm chính thôi. Ông nói rằng cái lá cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ chính thức đại diện cho Việt Nam. Lúc ông nói thì ông bật miệng nói là lá cờ vàng sao vàng, nhưng mà ông Charlie với bạn Trí bị nghe thấy nhỏ nhỏ nhắc ông Nam Quang vào không lá cờ đỏ sao vàng. Thì có hai vấn đề mà tại sao người Việt khắp nơi, người Việt tị nạn khắp nơi và cộng đồng cũng như Liên Hợp Bang chống Cộng sản Rai Sai và các tổ chức của quân nhân phải lên tiếng phản đối và có cả đi đến cái buổi họp báo ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cái việc thành phố Westminster, quý vị đó có đổi ý muốn biểu quyết cái nào thì có là cái quyền của quý vị đó. Chúng tôi, điều chúng tôi không bằng lòng đây là biểu quyết như thế nào thì quý vị đó sẽ chịu trách nhiệm với lại cử tri. Nhưng mà quý vị sử dụng cái sân diễn đàn của Hội đồng Thành phố là public để quý vị lên tuyên bố là lá cờ đỏ mới là đại diện chính thức cho Việt Nam, còn lá cờ vàng chỉ là lá cờ di sản. Lá cờ di sản đây có nghĩa là cái việc lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là đã chết rồi, không còn giá trị gì nữa mới gọi là di sản. Cái điều đó những người Hoa Kỳ hay là những người nào không phải là người Việt tị nạn Cộng sản họ nói thì được. Là người Việt tị nạn Cộng sản chân chính không bao giờ có những cái ý nghĩ, cái nhận định như vậy. Đừng nói gì đến cái việc mà nói ra ở trong một cái khuôn khổ là buổi họp của Hội đồng Thành phố. Và đó là cái vấn đề then chốt mà chúng tôi cực lực lên tiếng phản đối thưa quý vị. Điểm thứ hai đó là trong những cái bảng mà chúng tôi đưa ra đó, chúng tôi đã coi cái bảng tường trình của luật sư cũng như là của ban quản trị thành phố Westminster. Họ, ông luật sư của thành phố nói rằng cái bản tuyên ngôn của nghị viên Amy Fan West không có gì là sai luật cả, và nó hợp lý. Và họ đề nghị ông thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí cũng như là hội đồng thành phố bỏ phiếu yes để thông qua cái bản tuyên ngôn của bà Amy Fan West. Và cái đề nghị này hội đồng thành phố đã có được từ đầu tháng 11. Thế tại, và ông Nam Quang đã đồng ý với cái bản nháp đó. Thế tại sao bây giờ nó lại, ông lại thay đổi? Nó khiến cho chúng ta không khỏi thắc mắc là tại sao ông lại đột ngột thay đổi như vậy. Ngày hôm đó nếu ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và hội đồng thành phố chỉ cần 3 trong 5 người bỏ phiếu yes, thì chúng ta cộng đồng người Việt hải ngoại đã cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện là thủ phủ tị nạn cộng sản của người Việt chúng ta vẫn kiên định làm ranh quốc cộng. Rất tiếc là nó đã không có diễn biến như vậy. Tôi trong cái bản tuyên cái bản của lên tiếng của cộng đồng người Việt quốc gia, chúng tôi đã yêu cầu ông thị trưởng cũng như là mọi người trong hội đồng thành phố, nghị viên thành phố hãy giải thích cho cộng đồng biết tại sao có cái sự thay đổi như vậy giờ chút cho. Và chúng tôi cũng yêu cầu họ là hãy đưa cái việc này trở lại cái nghị trình họp của thành phố để bàn cãi và cứu xét lại. Và tôi xin thưa quý vị, trong 5 người thành viên của hội đồng thành phố, tôi đã nói chuyện với ông Carlos Manzo vào hôm thứ Năm vừa qua. Ông đồng ý rằng, ông hứa với tôi rằng nếu cộng đồng và các tổ chức người Việt của chúng ta ở thành phố Westminster và Little Sài Gòn này lên tiếng, ông sẽ là một trong những người đồng ý đưa nó ra vào trong nghị trình để bàn cãi lại và biểu quyết lại. Chúng ta đã có ông Carlos Manzo đồng ý với tôi như vậy. Ông chỉ yêu cầu là chúng ta phải lên tiếng
để ông có cái lý do ông đưa ra đề nghị với hội đồng thành phố. Tôi hy vọng rằng bà Kimberly Hồ hay là ông Charlie Mạnh Trí và ông Nam Quang hãy vì cái lập trường của mình chứng tỏ nó qua hành động chứ đừng qua lời nói, và đồng ý đưa cái việc này ra. Tôi dù cho họ không đồng ý, tôi tin tưởng rằng bà Kimberly Hồ, bà nghị viên Amy Fan West và ông Carlos là chúng ta cũng đã có ba cái lá phiếu đồng thuận với lại cái quan điểm của người Việt tị nạn chúng ta. Thì đó là cái mục đích mà chúng tôi muốn có cái buổi họp báo ngày hôm nay để mà tất cả đồng hương theo dõi biết và nói chuyện với lại ông Charlie Mạnh Trí cũng như là các nghị viên trong hội đồng thành phố để chúng ta đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Tôi xin nhắc lại là ông luật sư của thành phố Westminster và ban quản trị của thành phố Westminster trong cái bản báo cáo phúc trình lên hội đồng thành phố đã đề nghị, đã xác nhận là cái bản tuyên ngôn của bà Amy Fan West không có cái điều gì đi ngược lại luật lệ của thành phố hết. Thành phố có quyền công nhận lá cờ nào là đại diện cho Việt Nam. Cái đó là cái quyền của mỗi thành phố. Ở Hoa Kỳ, mỗi thành phố nó độc lập với lại quốc gia. Quốc gia họ có những cái ràng buộc về quốc tế, họ phải có cái quy định họ. Đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà thành phố Westminster là thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản. Và người Việt tị nạn chúng ta có quyền có cái quan điểm và có quyền lên tiếng cái lập trường của mình. Nó không có đi mâu thuẫn lại với lại lập trường của quốc gia Hoa Kỳ. Thì một lần nữa tôi nói tạm đến đây là cũng đủ để tóm tắt lại sự việc thì nó đã xảy ra. Thì thưa quý vị, vào hôm 1-2 ngày trước trên diễn đàn khắp nơi thì tôi có nhận được một cái email của một cái người với cái tên email là Trung gạch dưới 2BA. Tôi không biết người này là ai, nhưng mà tôi nghĩ đây là một trong những cái tiếng nói tiêu biểu của người Việt tị nạn cộng sản. Ông này có lẽ với muốn dùng cái danh từ Hai Bà Trưng hay là bà nào đó, muốn dùng cái chữ Hai Bà Trưng. Thì ông viết một cái email đưa lên trên diễn đàn vào ngày 16 tháng 12, tức là ngày hôm thứ Sáu hôm qua, và lúc 10:56 sáng. Ông nói rằng có cái chứng minh cho rằng ông Nam Quang Nguyễn đã nói láo. Vì trong buổi họp hội đồng thành phố Washington vào ngày 13 tháng 12 vừa qua, tức là tư vừa rồi, ông nói rằng cái lý do ông chống lại cái bản dự thảo Proclamation Cờ Vàng, tức là cái bản dự thảo tuyên ngôn vinh danh cờ vàng, là bởi vì ông không chấp nhận hai chữ Official Flag, tức là lá cờ chính thức. Thế thì cái ông mà Hai Bà Trưng này, hay là cái bà Hai Bà Trưng này mới hỏi, đặt câu hỏi là: thế thì tôi muốn hỏi tại sao ông Nam Quang Nguyễn lại đồng ý cùng đứng tên với nghị viên Amy Fan West để trình dự thảo Proclamation Cờ Vàng này vào ngày 8 tháng 11 tức năm 2024, tức là trước buổi họp ngày 13 tháng 12 thứ tư vừa qua với 35 ngày. Nếu muốn sửa chữa hay thay đổi nội dung thì tại sao ông Nam Quang Nguyễn không làm sớm hơn mà phải đợi tới ngày họp bỏ phiếu 13 tháng 12 mới lên tiếng phản đối? Điều này chứng minh vào giờ chót Nam Quang Nguyễn đã được Cộng sản mua chuộc nên trở cờ và phản bội, bịa đặt lý do tào lao. Xin coi kỹ ngày tháng chỗ gạch đỏ. Và ông có đưa cái những cái hình ảnh mà để chứng minh cho cái quan điểm của ông. Thì thưa quý vị, tôi sau khi mà đọc cái email này, tôi cũng coi kỹ lại và tôi lên tận trên cái hồ sơ những cái trang website của thành phố Westminster, và tôi xác nhận là những điều ông này, những cái bằng chứng ông này đưa ra là thật. Còn cái quan điểm của ông thì mỗi người chúng ta có cái nhận định riêng, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn phần trình bày của anh Bùi Phát, là chủ tịch cộng đồng của Việt Quốc gia Nam Phan. Là bà muốn nhắn lại cái điều mà lá cờ vàng ba sọc đỏ mới là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Thì cái bản tuyên ngôn, cái nghị quyết này nó đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, chính phủ Hoa Kỳ đúng hơn, thông qua vào tháng 2 năm 1950, mấy năm trước khi Việt Nam chia đôi đất nước. Thì lúc đó Hoa Kỳ công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Suốt từ khoảng thời gian đó cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ chưa có ra một cái tuyên ngôn nào, một cái nghị quyết nào
để mà thay đổi lại cái điều đó. Thì bà Amy Van West cho tôi biết rằng bà xúc động trước khi mà bà thấy được cái việc đó, và bà muốn thành phố Westminster công nhận, đưa ra một cái bản tuyên ngôn công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Thì ông Nam Quang đã biết cái điều đó từ tháng 11, đầu tháng 11. Thì ông đồng ý với bà Amy Van West là ông là người đã second, tức là cùng đồng ý để đưa cái tuyên ngôn của bà Amy Van West ra hội đồng, cái buổi họp của hội đồng thành phố vào thứ tư vừa qua là ngày 13 tháng 12. Và chúng ta nghĩ rằng khi mà ông luật sư của thành phố cũng như là nhân viên giám đốc của thành phố đã đưa vào trong cái bản phúc trình cho hội đồng thành phố trong buổi họp, thì ông luật sư của thành phố Westminster đã nói gì? Ông nói trong cái bản phúc trình đó, và nó rất rõ ràng trong những cái tờ chúng tôi lấy từ trên thành phố xuống và đưa cho quý vị coi đó. Ông luật sư thành phố khẳng định là nội dung của cái bản tuyên ngôn đó không có vi phạm luật lệ gì cả. Và nhân viên của thành phố và ông đề nghị ông thị trưởng và hội đồng thành phố bỏ phiếu yes, bỏ phiếu chấp thuận để thông qua cái bản tuyên ngôn mà bà Amy Van West đề xướng. Bản tuyên ngôn đó xác nhận là lá cờ vàng ba sọc đỏ, theo cái quan điểm của hội đồng thành phố là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Thì chúng tôi rất ngạc nhiên là khi bà Amy bà đọc lại đến cái phần mà bàn thảo và bỏ phiếu đó, thì khi bà Amy Van West lên tiếng xong vào cái phút 3:20:42, thì khi bà Amy Van West đọc lại cái bản tuyên ngôn đó, thì ông Nam Quang đã lập tức nói rằng thưa bà Amy Van West, lúc đầu thì tôi ủng hộ cái bản tuyên ngôn này, nhưng khi tôi coi lại thì tôi thấy nó nói rằng bản tuyên ngôn này nói lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho Việt Nam. Tôi không thoải mái với cái câu đó. Tôi muốn bà đổi cái câu đó lại là lá cờ này là lá cờ di sản của cộng đồng người Việt. Thì sau đó bà Amy Van West không đồng ý. Bà nói là tôi vẫn muốn giữ vững cái lập trường của các bạn tuyên ngôn là lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Tôi không có muốn đổi nó thành cái lá cờ di sản. Thì ông Nam Quang ở cái phút 3:28:20 nói rằng cái lá cờ đỏ sao vàng, từ khi mà miền Nam Việt Nam mất thì họ đã treo cái lá cờ đó ở những cái buổi họp của Liên Hiệp Quốc. Vì vậy mà cộng đồng người Việt quốc gia, dù có thích hay không, cộng đồng người Việt ở khắp nơi, người Việt khắp nơi có thích hay không thích cũng phải chấp nhận. Sau đó thì đến hai bên trao đổi qua lại, thì đến cái giờ 3:33:40, tức là khoảng 2-3 phút sau thôi, thì ông Carlos Manzo mới đưa ra cái motion, tức là đề nghị bỏ phiếu để mà rời cái quyết định cho cái tuyên ngôn của bà Amy Van West, để sau khi mà bà dân biểu Michelle Steele của Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ bà ra cái bản tuyên ngôn riêng của bà, thì lúc đó hội đồng thành phố mới cứu xét lại cái việc này. Đó là một cái đề nghị chúng tôi thấy rằng tương đối chấp nhận được, mặc dù là tôi nghĩ rằng nên bỏ phiếu rốt ráo làm đối tượng kịch bản thêm cái việc đó. Thì sau khi mà ông Carlos Manzo đề nghị là tạm thời ngưng lại để mà sau khi mà bà Michelle Steele viết xong cái bản tuyên ngôn của bà, thì lúc đó thành phố mới bàn cãi và quyết định, thì không có ai đồng tình cả. Thành ra cái lời đề nghị của ông Carlos Manzo theo thủ tục của thành phố là nó thất bại. Và ngay cái giây phút đó thì ở cái 3:34:05, tức là chưa đầy 2 phút sau, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, thị trưởng thành phố, đã nói rằng tôi xin make a motion, tức là đề nghị hội đồng thành phố biểu quyết cái gì. Ông nói rằng chúng ta chấm dứt take no action, tức là không làm gì hết,
và không có bàn cãi gì về cái chuyện tuyên ngôn của bà Amy Fan West, mà muốn tái xác nhận cái tuyên ngôn của chính phủ Hoa Kỳ năm 1950 là công nhận lá cờ vàng là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Thì khi mà ông Carlos Manzo thấy là ông thị trưởng và không có ai ủng hộ mình cả, cái đề nghị của mình đã thất bại, thì ông mới đồng ý theo cái đề nghị của thị trưởng Charlie Mạnh Trí. Và khi có hai người đồng ý rồi thì lúc đó hội đồng thành phố đến cái giai đoạn kế đến là biểu quyết, thì bốn người bỏ phiếu yes là ông thị trưởng Charlie Mạnh Trí, ông Carlos Manzo, bà Kimberly Hồ và ông Nam Quang Nguyễn đã bỏ phiếu yes. Bà Amy thấy cái việc của mình không thành công thì bà phản đối bằng cách bỏ phiếu trắng. Đó là sự việc như vậy. Và tất cả những điều này đều là sự thật. Tôi xin mời quý vị nghe cái đoạn phát biểu của ông Nam Quang, rồi lúc đó tôi sẽ đi sâu hơn, vì tôi muốn quý vị nghe đây là những điều chúng tôi trình bày nó trung thực, chứ không phải là chỉ qua tai này qua tai kia mà nói nó không còn chính xác. Các cái thông tin thì anh có theo dõi cái chương trình đó không? Tôi có coi được 2/3 khúc cuối. Hôm qua tình cờ bật TV lên thì thấy là tôi coi được 2/3, 1/3 đầu thì tôi không coi. Và anh thấy cái phần trả lời của ông Charlie Nguyễn Minh Trí thì anh có chấp nhận không? Hoàn toàn sai và nó lệch lạc, nó không đúng sự thực. Khi mà chúng tôi đưa những cái bản linh ký của chúng tôi đã coi rất kỹ, coi đi coi lại 5-7 lần cái video của hội đồng thành phố họp vào ngày hôm đó, thì rõ ràng là ông Nam Quang có tuyên bố là lá cờ vàng ba sọc đỏ không có phù hợp với lại cái nhận định của họ, đây tức là của thành phố, hội đồng thành phố đó các anh. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ chỉ là cái lá cờ di sản thôi, chứ không phải là lá cờ đại diện cho người cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở đây. Thứ hai là ông nói là lá cờ đỏ mới là cái lá cờ chính thức đại diện cho Việt Nam. Chúng ta cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản dù có thích hay không thích cũng phải chấp nhận mà thôi. Cái điều đó không đúng thưa anh. Ông Charlie nói như vậy rất là lệch lạc. Ở điểm nào? Ở cái điểm là đối với người Việt tị nạn ở ngay thủ phủ Little Sài Gòn này cũng như khắp nơi trên thế giới, không bao giờ chúng ta chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho Việt Nam cả. Điều đó không có. Mặc dù là Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới ở khía cạnh mà hành chánh thì họ phải công nhận cái chính quyền sở tại, tức là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nhưng mà không bao giờ người Việt tị nạn cộng sản chấp nhận cái việc đó. Và đó là cái quyền cố định của chúng ta, không ai có thể từ bỏ cái quyền của chúng ta được. Và đây là một cái văn bản nó đã có từ năm 1950 rồi, thì cái việc không công nhận thì nó cũng chẳng có hiệu lực, mà tại sao phải làm một cái proclamation thì chi thưa ông? Thưa anh, rất đơn giản thôi. Tất cả các hội đồng thành phố cũng như thành phố họ luôn luôn họ có thể họ nhấn mạnh lại điều đó một lần, hai lần, ba lần đều có quyền làm hết thưa anh. Ví dụ nhiều khi anh hỏi tôi một điều gì đó tôi đã trả lời rồi, nhưng mà sau này một năm nữa tôi vẫn lại trả lời lại thêm lần nữa, chính thức hay là không chính thức đều có thể xác nhận được. Thành thử ra có mỗi hội đồng thành phố đi nữa muốn chứng tỏ rằng lằn ranh của cộng nó vẫn rõ ràng ở thành phố Westchester thì họ vẫn có quyền ra. Hai năm nữa họ vẫn có thể đã có một cái hội đồng thành phố mới thì họ vẫn có quyền ra một cái proclamation, tức là một bản tuyên ngôn lại một lần nữa để tái xác nhận. Cái chuyện đó chuyện rất bình thường và xảy ra rất nhiều lần ở các sinh hoạt các thành phố của anh. Một điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến đây đó là chính ông luật sư của thành phố Westminster và ban giám đốc của thành phố, họ đã trong cái bản tường trình đó, họ đã đề nghị, họ đã viết rõ ràng, ông luật sư nói rằng ông đã duyệt xét cái bản tuyên ngôn đó và ông thấy rằng nó không có gì đi trái lại luật lệ cả. Thành thử ra ông luật sư và hội đồng thành phố đã không phải hội đồng phố, ông luật sư và nhân viên của thành phố đã đề nghị là hội đồng thành phố hãy bỏ phiếu yes để mà thông qua cái bản tuyên ngôn đó. Thế thì và họ đã biết được cái bản tuyên ngôn này từ
35 ngày trước cái buổi họp, tức là ngày 8 tháng 11 họ đã đọc cái bản đó rồi. Khi đọc xong cái bản đó, ông Nam Quang đã đồng ý và ủng hộ cái bản tuyên ngôn. Thế sao bây giờ lại đổi ý? Thành ra tôi không hiểu được. Nếu mà ngày hôm đó họ quyết định yes theo như đề nghị của ông luật sư thành phố và nhân viên của thành phố, thì bây giờ chúng ta đã có được một cái bản tuyên ngôn khẳng định rằng đối với thành phố Washington, hội đồng thành phố Washington và đối với cộng đồng người Việt thì lá cờ vàng và sọc đỏ là lá cờ đại diện cho Việt Nam. Đó là cái nhìn của hội đồng thành phố, của thành phố và của người Việt tị nạn nói chung. Nó không có liên quan gì đến và không va phạm chạm gì đến cái việc làm của chính phủ Hoa Kỳ hay là các quốc gia khác. Hai cái nó hoàn toàn ngược nhau. Ở Hoa Kỳ nó có những hệ thống mà thành phố hoặc là địa phương họ có cái quyền, có cái tiếng nói của họ, cái quan điểm của họ. Cái quan điểm đó nó có thể đi ngược lại quan điểm của chính phủ trung ương của Hoa Kỳ. Cái điều đó bình thường, không có sao hết rồi. Và những cái dân cử mà để thông qua cái nghị quyết đó, không phải là nghị quyết mà cái proclamation này, thì trước khi mà tranh cử thì lúc nào họ cũng quấn lá cờ vàng hay là gọi là tôn vinh lá cờ vàng. Nhưng mà bây giờ thì có một cái quyết định liên quan tới cái việc mà xác định cái vị trí của cái lá cờ vàng dù là trong lịch sử đi nữa, thì tại sao họ lại đi ngược lại như vậy? Ông đánh giá như thế nào về cái thái độ của họ thưa ông? Điều này là cái điều mà cộng đồng rất sửng sốt. Chúng tôi không có đòi hỏi họ phải hay bất cứ ai phải chống cộng, cái quyền chống cộng hay không chống cộng là quyền mọi người. Nhưng mà cái lập trường quốc gia cộng sản thì chúng tôi đòi hỏi những người đó là phải rõ ràng. Nếu mà quý vị đã nói rằng là tôi không còn đứng về phía bên người Việt quốc gia nữa, thì cái chuyện và cử tri đó bỏ phiếu cho tôi đó là các chuyện của mọi người. Nhưng mà làm cho nó minh bạch, đừng có nói rằng mình là người Việt quốc gia, mình chỉ biết lá cờ vàng, nhưng mà khi mà trong thực tế đó, hành động đó, thì lại hoàn toàn ngược lại. Cái hành động của họ vào cái ngày họp 13 tháng 12 nó rất rõ ràng. Họ không có đứng về phía bên cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, mà họ đứng về phía bên cộng sản. Cái lời nói của ông Nam Quang nó rất tai hại, bởi vì nhà công viên cộng sản có thể nói rằng ô, bây giờ chính ông nghị viên, ông phó thị trưởng Nam Quang, chính hội đồng thành phố 4-1 đã phủ quyết cái chuyện mà lá cờ vàng ba sọc đỏ là đại diện cho Việt Nam. Quý vị thấy không, thủ phủ người Việt bây giờ đâu còn quan tâm gì nữa. Cái lời nói đó là lời nói rất tai hại. Đó là lý do tại sao mà nhiều đồng hương đòi hỏi cộng đồng người Việt chúng tôi phải lên tiếng để mà nói rõ lại cái lập trường của người Việt tị nạn cộng sản ở đây, là chúng tôi dứt khoát không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Còn Hoa Kỳ hay là các quốc gia khác về phía cạnh mà về chính trị ngoại giao thì đó là cái chuyện của họ. Dạ thưa anh, cũng có ý kiến cho rằng là một số các cái dân cử đã đổi chiều, gió đổi chiều, và cái dấu hiệu này đã cho thấy từ lúc mà cái giữ cái tiệc 33 đó và nó trải dài sau này nữa, thì ông có đánh giá hay là có một cái suy nghĩ gì về cái việc liên hệ đó đâu thưa ông? Tôi cũng nghĩ như vậy và tôi lo lắng, bởi vì nó không phải là từ 33 không. Thí dụ lấy đơn cử chuyện ông Nam Quang Nguyễn đi. Ông Nam Quang Nguyễn vào năm 2019 thì phải đã tiếp xúc nhậu nhẹt với lại ông Nguyễn Trắc Toàn. Không phải là đi họp họp báo để biết thông tin hoặc là đi để biểu tình, mà ngồi ăn nhậu với ông Nguyễn Trắc Toàn. Rồi sau đó ông về ông quyết định ra tranh cử. Ông cũng đã năm 2019 sau khi nói chuyện với lại ông Nguyễn Trắc Toàn, nhậu nhẹt Nguyễn Trắc Toàn, ông lại lên cái chương trình YouTube của ông. Ông ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng và ông cầu nguyện Nguyễn Phú Trọng sống lâu trăm tuổi để mà lèo lái đất nước Việt Nam. Thì cái điều đó cho thấy nó có một cái, rồi sau này là bắt đầu đi va ba vân vân. Nó cho thấy rằng nó có một cái quá trình mà nếu chúng ta nhìn những cái dấu nối như vậy thì mọi người cũng phải nghĩ đến cái việc là ông Nam Quang này đã không có cái lập trường quốc gia, mà ông chỉ khoác cái lá cờ vàng lên người khi nào ông cảm thấy cần phải lấy lá phiếu của người Việt tị nạn cộng sản mà thôi. À, thưa ông, tôi có hỏi là không những người mà dân cử họ lợi dụng cái lá cờ vàng, nhưng mà thậm chí họ sử dụng, họ khoác áo cờ vàng trong cái cuộc tranh cử để gọi là chụp mũ hay là đánh phá những đối thủ chính trị khác. Thì bây giờ ông có thể cho biết là cộng đồng chúng ta nhận thấy những cái người đó thì họ có thể trong những bầu cử họ có thể nhận thấy và họ có đánh giá được những ứng cử viên như thế nào? Tôi hy vọng như vậy. Cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng nói chung khắp thế giới đó, họ thường thường họ theo những cái tin rumor, những cái điều mà người ta đồn đãi ở trên YouTube, thành thử ra họ cũng dễ bị lung lạc. Chúng ta thấy cái chuyện giữa ông Trump và ông Biden nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái gì lâu ngày nó cũng sẽ trong bọc, nó cũng sẽ, cái kim nó cũng sẽ lòi ra thôi.
thì tôi nghĩ rằng lúc đầu đó thì người ta chỉ nghe cái chuyện ông Nam Quang nhậu nhẹt và ông bào chữa, ông nói ông đi họp báo, nhưng mà thực sự không phải họp báo, ông ta đi nhậu. Nhưng mà rồi những cái chuyện này nó cứ liên tục xảy ra thì tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thấy thôi, cái kim lâu ngày nó cũng bọc. Và ngược lại là những người bị hàm oan như cá nhân tôi bị chụp mũ là theo Việt Cộng hay là bưng bô Việt Cộng, nhưng mà thực sự không phải. Tôi là cái người đi biểu tình chống Phạm Quang Vinh chứ không phải đi ăn tiệc. Đó, nhưng mà rồi lâu ngày mọi người cũng sẽ hiểu, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó thời gian sẽ trả lời cho anh. Dạ. Tới thời điểm này thì trong cộng đồng rõ ra rất là nhiều giận dữ, trong những cái đoàn thể cũng như cá nhân những người mà trong ủng hộ cờ vàng và gọi là thế hệ của cờ vàng, thì hiện tại thì ông Nam Quang thì vẫn chưa có phản hồi, và hình như ông ta cũng coi thường những cái thái độ của trong cộng đồng, và ông ta đang làm chương trình cho một cái show của một cái hãng khác, và ông ta hình như là ông ta cũng rất là coi thường về cái thái độ của cộng đồng. Thì thưa ông, chúng ta có thể ông có thể chia sẻ tiếp quan điểm của ông. Vâng, tôi xin trả lời vắn tắt để lát nữa chúng ta họp báo tôi sẽ trả lời rõ hơn. Yeah. Thì thực sự ra thưa anh, tôi nghĩ rằng là ông Nam Quang rất là lúng túng, và mặc dù ông không chính thức lên tiếng, nhưng mà ông nhờ những người trong nhóm của ông, phe đảng của ông như là Nguyễn Quốc Lân và Trần Thị Đào lên tiếng để bênh vực hộ cho ông. Họ rất là quan tâm, bởi vì cái sự phẫn nộ của cộng đồng khắp nơi nó đã hiện ra rất rõ ràng nhé. Dạ rồi.